chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Là Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án rất là mới của chủ đầu tư bên em, với dự án là 4 căn thuộc ngõ 30 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà trong video này có tặng điều hòa, tặng nội thất một chút về dẹp cửa cũng như là quạt trần mọi người nha, với cái giá chào bán thì vô cùng hợp lý, 2 tỷ 250 triệu đồng. Nhà 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ trước nhà 1m8, cách trục đường ô tô đi lại 50m. Cụ thể về cái thông số nhà thì như sau: hướng nhà là hướng tây nam, mặt tiền của ngôi nhà ở đây là có 4 căn mọi người ạ, thì mặt tiền của ngôi nhà từ 4m cho đến 4,6m một căn nha. Thì hôm nay họ sẽ quay cụ thể vào cái căn nhà này với cái mặt tiền của ngôi nhà là 4m rưỡi, rất là rộng cái mặt tiền này. Hiện tại ở đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ về pháp, cửa kính hồng nha, nhôm hệ về pháp luôn. Và tầng 1 của ngôi nhà đây thưa quý vị, với cái căn nhà này hoàn thiện đầy đủ và như 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với gạch lát nền kích thước 60-60, phần sơn được hoàn thiện đầy đủ, phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hệ thống điện, hệ thống nước đều đã hoàn thiện xong hết rồi, nước sạch của Hà Đông và điện lực Hà Nội. Như mọi người nhìn thấy ở đây, chủ đầu tư có lắp sẵn cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic. Và đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp với cái diện tích 30m², chủ đầu tư cố gắng thiết kế cái thông số nhà đầy đủ mọi công năng theo từng tầng. Thì tầng 1 ở đây thiết kế vừa là phòng khách vừa là phòng bếp. Đây mọi người có thể quan sát luôn, phòng bếp được thiết kế là gỗ lim nhỏ nhắn xinh xắn. Xung quanh bếp thì được ốp gạch 30-60. Phụ kiện bếp được thiết kế đầy đủ hết rồi, về chọn rửa bát cũng như là vòi trọng. Mặt bếp được ốp đá granite, đầy nước sạch đây. Với căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về vào ở thôi, giá chào bán 2 tỷ 250 thì em nghĩ rằng cái dự án này và cái vị trí của ngôi nhà này giá rất là hợp lý nha mọi người. 2 tỷ 250, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngoài vị trí này thì bên Ngọc Ánh vẫn còn một số những cái dự án vị trí khác nữa mà đang đi vào hoàn thiện nhưng mà em chưa quay được gửi tới mọi người nha. Tầng 1 của ngôi nhà có một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh này thì được thiết kế đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa, rồi gạch lát nền và gạch ốp đều đã hoàn thiện xong rồi. Có hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Tay vịn cổ trụ cầu thang mọi người có thể nhìn thấy đây rất là chắc chắn, toàn bộ được thiết kế là gỗ lim mọi người nha. Và đây là tầng 1 của ngôi nhà rồi, thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Chủ đầu tư như ban đầu em họ phải chia sẻ là có tặng điều hòa, có tặng rèm cửa, vậy thì thiết kế có đẹp hay không nha. Với tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rất là rộng, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài mọi người ơi. Đây, đây chính là phần rèm cửa cũng như là điều hòa đây mọi người nha. Rèm cửa đây được lắp đặt đầy đủ rồi, tặng 2 điều hòa với cái vị trí ngôi nhà này mọi người ạ. Giá thì phòng ánh xin nhắc lại chỉ 2 tỷ 250 triệu đồng thôi. Trên cái phần phòng ngủ này cũng được lát gạch 60-60. Và ở đây có ban công hướng ra phía bên ngoài đấy mọi người ạ. Đây, cửa ban công của chủ đầu tư cũng thiết kế là cửa gỗ lim này. Toàn bộ cửa thông phòng và cửa ban công được thiết kế là cửa gỗ lim nha. Và ở tầng 2 này có một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Phòng vệ sinh này thì có đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt cũng như là hệ thống sen tắm này mọi người này, rất là hợp lý ạ. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, toàn bộ cửa thông phòng đây là cửa gỗ lim đó. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà xem tầng 3 thiết kế như thế nào nhé.
Với thiết kế tầng 3 của ngôi nhà tương tự như tầng 2, mọi người ạ, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây. Trên tầng 3 này cũng được chủ đầu tư thiết kế tặng điều hòa và một bộ rèm cửa nha. Hướng nhà là hướng Tây Nam, cũng rất là mát. Ở trên tầng 3 cũng vậy, có ban công hướng ra phía bên ngoài đây ạ. Đó. Và nhà vệ sinh của tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Đây, mọi người có thể quan sát giúp em, đều có quạt thông gió cũng như là bồn cầu, toàn bộ gạch ốp lên trên tới tận trần rồi, rất là dễ dàng lo dọn vệ sinh. Đó. Với cái diện tích cái căn phòng ngủ này cũng khá là rộng mọi người ạ, nó sẽ rơi khoảng tầm 17-18 m² và rất là vuông vắn, cho nên là mọi người có thể xếp đồ đạc trong cái phòng ngủ này rất là tiện lợi. Vậy thì tầng 2, tầng 3 mỗi tầng một phòng ngủ rồi, lên đến tầng 3 là có hai phòng ngủ rộng rồi, thì tầng 4 thiết kế như thế nào? Mọi người ở thân chân của bánh nhá. Với tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau mọi người ạ. Khi mà nói bước chân lên chân tới phía tầng 4 của ngôi nhà thì dợp ánh sáng ở đây luôn, đây mà có thể nhìn thấy đây ạ. Dợp ánh sáng luôn, ở chủ đầu tư để hai ô thoáng ở đây để lấy toàn bộ cái ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Cũng như là ở đây chính là vị trí sân phơi của ngôi nhà đây. Ở đây là phần để máy giặt, có cửa sổ đây mọi người ơi, rất là mát luôn. Đó, có cửa sổ, rất là hợp lý. Trên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm có hai phòng mọi người ạ. Thì ở đây thiết kế là một phòng thờ và một phòng ngủ nữa. Mời mọi người vào cái phòng thờ của ngôi nhà. Đây chính là vị trí phòng thờ đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là tiện ích đầy đủ nha mọi người, hợp lý. Có cả phần cửa đây hướng ra phía bên ngoài đây để rất là thoáng. Đó. Và còn một căn phòng ngủ nữa của cái ngôi nhà này. Với thiết kế diện tích 30 m² mà thiết kế được 3 phòng ngủ cũng như là phòng thờ, phòng bếp, phòng khách, sân phơi rất là tiện lợi. Vị trí của ngôi nhà thì rất là gần với lại ủy ban nhân dân phường La Khê, rất là gần với lại trục đường chính, trục đường Lê Trọng Tấn mọi người ạ. Từ vị trí của ngôi nhà mà đi ra tới trục đường Lê Trọng Tấn nó chỉ rơi vào khoảng tầm 150 m thôi. Còn từ cái vị trí ngôi nhà này mà ra tới ngõ ô tô đi lại được nó khoảng tầm 50 m, rất là tiện lợi, nằm trong khu dân cư đông đúc, rất là nhiều nhà cao tầng, xung quanh rất là nhiều chung cư. Và đặc biệt ở với cái vị trí ngôi nhà này thì rất là gần với trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, tiện với lại điểm xe buýt, tiện lợi với rất nhiều những cái tiện ích xung quanh mọi người nha. Thế nếu như mà quý khách hàng xem đến video này rồi, biết được cái giá của căn nhà này rồi, nếu như muốn được tư vấn thêm về vị trí căn nhà này hoặc những vị trí căn nhà khác bên Ngọc Ánh, hiện tại căn thấp nhất là 1.320.000.000 mọi người nha, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Bất động sản tốt sẽ hứa với mọi người rằng tư vấn tốt nhất để mọi người có thể lựa chọn được những căn nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.